nghe cái tên của bạn em cũng rất là tò mò rồi là. Dạ, hồi đó mẹ em thích đọc chuyện Quỳnh Dao á. Phụ nữ thì có nhiều, bạn gái thì ít, bạn nữ nào cho công ty em cũng bừa bộn hết. Mời bạn nam. Mời bạn, bạn nữ. Hai bạn giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn bên kia. Rồi, dạ. Em tên gì? À, em tên là Hồ Tiểu Đan, em đến từ Ninh Thuận. À, tên lạ mà đẹp quá ha. Dạ, em năm nay 18 cộng. Nghề nghiệp của em là thiết kế thời trang. Rồi, bạn trai. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường và người bạn bí mật bên kia bức màn. Em tên là Dương Quốc Thiệu, em vừa tròn 27 tuổi. Em rất là... Em sao? Em mới đầu em nghe cái tên của bạn em cũng rất là tò mò là một người phụ nữ có cái tên rất đặc biệt như vậy. Ai đặt tên Tiểu Đan cho em vậy? Dạ mẹ em ạ. À. Ba mẹ mà đặt chứ hỏi ai đâu. Chỉ là ba hay là mẹ, dù khi có ông nội ông ngoại gì đặt thì sao? Dạ hồi đó mẹ em thích đọc chuyện Quỳnh Dao á. Đúng rồi. Là... Tiểu thuyết Quỳnh Dao đúng không? Dạ. Rồi bạn trai thắc mắc gì nữa không em? Em thắc mắc là bạn Tiểu Đan là chắc nhà cũng có Đại Đan, Trung Đan gì nữa phải không bạn? Dạ đúng rồi anh, nhưng mà có Nhã Đan thôi ạ. À, Nhã Đan hả? Rồi, bạn giới thiệu chút xíu về nghề nghiệp của bạn. Hiện em đang làm kế toán tại công ty dược phẩm Khang Duy. Công ty có nhiều bạn gái không? Phụ nữ thì có nhiều, bạn gái thì ít. Mình có tìm được ai không? Em thấy là không có hợp với mình. Mà em không hiểu tại sao bạn nữ nào cho công ty em cũng bừa bộn hết á. Thôi, nhớ nha, chê bạn nữ công ty nha. Dạ, nếu mà chương trình này mà bạn nữ nào có coi thì xin tha lỗi dùm cho Thiệu nha. Tại vì Thiệu chỉ nói sự thật. Trời ơi, mồi thêm câu nữa hay quá. Em có bề bộn không em? Dạ, có anh ạ. Trời, hợp đấy. Sở thích của em là bày bừa. Nhưng mà em bày bừa sạch sẽ ạ. Ủa bày bừa sạch sẽ là bày bừa sao em? Tức là em thích bày ra xong rồi em cũng thích dọn lại ạ. Được á anh. Vậy là em hơn chị đó, chị được. Bày phải có người dọn. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì em? Ưu điểm của em là em thích chạy xe ạ. Chạy đi đâu? Em thích địa điểm nào thì em sẽ đi cái địa điểm đó. Trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ hơn một mối ạ. Kiểu cỡ 18 cộng gì đó hả? Dạ thực tế ra thì chỉ có một mối thôi ạ. Chia tay bao lâu rồi em? Dạ cũng gần 3 năm. Tại sao chia tay biết không? Em cảm thấy mình chủ động cho mọi việc á. Cuối cùng em nhận thấy là không có phù hợp cho nên em chia tay. Bạn trai bên kia mình thấy mình là người thụ động hay là dạ, chủ động? Em là người tự động chị. Tự động em nghe rồi tự động em nói. Tôi thấy em, hai người này hợp á. Dạ em nghe bạn nói là bừa bộn nhưng mà bạn đó thêm một câu sau nữa em rất là thích. Bừa bộn nhưng mà dọn dẹp thì mình làm xong mình dọn dẹp rất là tốt. Dạ. À, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em nếu mà tính ra thì chắc khoảng 0,75 mối tình thôi. Đó là một cái bạn nữ ngày chưa học chung đại học với em. Thương thầm nhớ chọn người ta. Tức là chưa rồi, qua dạ, mối tình chính thức dạ, nào dạ. Là cũng là dạng tình yêu đơn phương. Mình muốn tìm một người yêu của mình như thế nào? Cá tính một chút. Dạ nếu hiền bá là thế nào cũng bị em ăn hiếp à. Bạn bên kia hơi bị cá tính đấy. 18 cộng hiểu rồi ha. 18 cộng 18 cộng là đủ tuổi rồi. Nhưng mà có một cái tiêu chuẩn nào mà cụ thể cho cái người nào đó không? Boram của nhóm Kira. Dạ dĩ nhiên cái đó chỉ là thần tượng thôi chứ em nghĩ là cái đó là không bao giờ mà trở thành sự thật được. Biết đâu người yêu mình đẹp hơn Boram sao? Ví dụ người yêu mình là Rambo chẳng hạn. Rambo như vậy thì chắc em phải là siêu nhân nó mới hợp á. Rồi có điểm gì em không thích cái người bạn gái dạ, không em? Đừng có mập quá. Em mập rồi, em mập nữa thì hơi chật. Rồi. Tính cách thì có thể hơi dữ dữ chút xíu. Khùng xíu được không anh? Khùng được em, anh là chùm nhây mà. Mẫu người bạn trai của em là gì? Anh chỉ cần cao hơn em được rồi. Rồi. Không mập không ốm, tại cái điều đó em có thể điều chỉnh được. Và quan trọng nhất em nghĩ đó là anh phải khỏe ạ. Có cần làm gì để biết để chứng minh là khỏe không? Anh có thể hiện được mình khỏe ở đâu mà. Cái chỗ cần khỏe đó anh sẽ khỏe em. Mình thấy được không anh? Cái đó thì... Ôi sao mắc cỡ. Em khỏe được ở đâu? Dạ em khỏe ở bụng. Quay qua coi. Gì mà... Cởi cái áo đen đen ra coi. Cái gì vậy? Kéo áo lên coi. Có muối không anh?
Mà ông gì kéo áo, bắt phải kéo chi vậy? Không, cô này cô nhờ kiểm tra giùm. Không, cái đó để hai đứa đi tự kiểm tra nhau. Tự dạ. Kiểm tra bụng rồi sao? Hít đất được không? Dạ, hít được chút chút rồi chị. Chút là mấy cái? Khoảng một cái. Và định chừng nào lấy vợ? Dạ, chắc cuối năm nay. Lấy vợ về làm gì ăn? Dạ, lấy vợ về nấu đồ ăn cho vợ ăn. Dạ, tiền đi làm. Có để dành được tiền chưa? Dạ có chị. Rồi hai chồng ở đâu? Dạ hai vợ chồng ở nhà em. Em vừa mới mua được nhà. Wow. Nhà ở đâu? Dạ nhà em ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân chị. Hiện giờ đang ở với ai trong nhà? Dạ đó? Hiện em ở với mẹ em. Rồi vậy là về làm dâu phải không? Dạ về làm dâu. Mẹ có khó không? Dạ mẹ thì có khó chút chút, cũng yêu cầu là gọn gàng sạch sẽ rồi lễ phép với người lớn. Rồi ngồi xuống đi. Dạ vậy thôi hả chị? Thôi được rồi em, có nhiều mệt lắm khó, em đàn trai quá. Để qua tôi làm khó đàn gái lại. Chào anh Nguyên. Trời dễ thương quá. Anh chào. Bạn trai bên đây cũng thích nói vui nhưng anh hơi đen chút xíu. Có thể tắm được. Không thích gì tật xấu người đàn ông ấy. Em không thích hút thuốc nhậu nhẹt. Anh không hút thuốc. Có khoe khoang không anh? Có chút chút. Ủa mình thì mình có mình khoe đúng không em? Mình có nhà mình phải khoe ra chứ trời. Mới khoe có nhà đó. Đúng mà. Dạ. Khoe khác nổ em. Khoe chứ không nổ chị ơi. Chị đang nói tốt cho em đó em, mà em ngồi yên bển đi. Sao nữa, em thích gì nữa? Em không thích. Gì mà rặn dữ vậy? Em làm anh căng thẳng quá em. Em không thích nói nhiều lắm ạ. Nói câu nào đáng câu đó thôi. Ủa về rồi đó hả anh Linh? Thôi về chị không nổi à. Nói chung là hai người này gặp nhau được 49-50 đấy. Nay em có đi với người thân không em? Dạ có ạ. Em đi với bạn đồng nghiệp của em, với bạn thân của em ạ. Rồi. Em chào anh Quyền Linh với lại chị Cát Tường với lại dạ. Chào anh bạn ở trên này. Chào em. Dạ. Tình hình sao em? Tình hình. Nãy giờ mọi người dưới đây thì có vẻ là rất là thích nói chuyện với anh chàng này, không biết là đang có thích hay không. Nhưng mà bản thân Thảo thì rất là thích. Đúng. Có vẻ là phù hợp đấy. Và Thảo cảm giác là anh chàng này rất là lễ độ. Và cái cách mà giao tiếp vân vân mọi thứ thì mình rất là, nói chung rất là được. Cảm ơn em. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và tất cả các anh chị trong khán phòng. Nếu là một người chị để xem em cho mình thì em nghĩ là khá là ổn. Âm thanh, tất cả mọi thứ rõ nét mà thích hợp cho radio ạ. Trời ơi. Hồi nãy không biết anh chàng này có đi cửa sau rồi gì trước với mấy chị này không? Mà sao khen dữ vậy ta? Dạ cái này là người ta có nét rồi đó chị. Nói là dạ. Thôi Cương bên đây người ta thích ít nói đó Cương. Ta khen mình cảm ơn được rồi bé. Bạn trai ơi em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em ạ. Ồ, thôi gặp mẹ. Mẹ em ngồi đằng đó. Rồi chào bác. Chào chú Quyền Linh với cô Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của Thiệu. Dạ. Dạ cô nhận xét bạn gái bên này như thế nào cô? Thấy cháu đây thì được, đẹp gái, thấy cũng xứng rồi đó. Chào cô ạ. Anh Thiệu có thương cô không ạ? Có, Thiệu rất là có hiếu. Học xong ra trường là mấy năm rồi mua nhà cho mẹ ở đó. Thì là được rồi đó, chúng ta kéo màn lên. Quay qua đi. Không quay qua vẫn còn khép dạ. Nép không? Từ từ. Sao khép nép quá vậy Thiệu? Em gửi anh món quà. Dạ dạ. Đây là cái sổ ước mơ, em nghĩ là ai cũng có mục tiêu và cái ước mơ anh hãy viết ra đó và chúc nó thành hiện thực ạ. Cảm ơn em, thật xong với ta. Anh cũng đây là món quà nhỏ. Em thò vậy. Dạ. Xin bạn em. Hy vọng là khi mà em nhìn thấy chú gấu này thì em sẽ nhớ tới anh. Cảm ơn anh. Còn một món quà tinh thần nữa thì anh sẽ có đàn ở đây, anh sẽ hát tặng cho em một bài. Vậy quá tuyệt vời ạ. Xin mời quý vị khán giả với lại anh Huyền Linh cái từ cùng lắng nghe. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai? Đâu có sai đâu, không là anh thì ai? Để anh đưa em về là tình yêu mãi mê. Mặc kệ người ta cười chế, bởi vì tình yêu là thế. Làm người yêu anh nhé, baby. Yeah.
Làm người yêu anh nhé baby. Còn khúc sau nữa. Làm người yêu anh nhé baby, rồi làm vợ anh nhé baby. Ý em sao? Ý em sao? Yeah. Rồi, áo MC. Em cảm nhận gì? Cảm nhận gì với người đối diện? Em cảm thấy anh rất là đặc biệt, tâm lý, chu đáo. Anh còn hát hay nữa. Mà em thì ai mà hát hay thì dễ đốn tim em lắm. À, anh có thể hỏi em là khi mà em một mình, em không có người bạn nào đi với em thì em thường hay làm gì? Em thích đi đây đi đó hoặc là thích đi du lịch. Em có thích khám phá những quán cà phê mới không? Ừ. Có những nét độc đáo trong cách trang trí của quán đó, anh rất thích cái đó. Đúng rồi, em thích từ chất á. Vậy anh có chất không? Anh rất là chất và có cả lượng nữa. Cái này là khoe nè. Bây giờ mình đoán đi, 18 cộng bao nhiêu bạn? Cứ để em mãi mãi tuổi 18 thôi. Ừ. Mình không nên đoán. Wow. Khôn. Anh thấy hai con người này, hai con người rất là cá tính. Anh... Vấn đề còn lại là ai sẽ nhường nhịn ai đấy? Em thì sẽ nhường nhịn bạn gái của mình. Bạn nếu gái mà... thôi hả anh? Bạn gái, người yêu và sau này là vợ. Ông này ông khôn lắm. Đối với đàn ông á thì... người ta nói là tứ đổ tường á. Thì anh đã không có những cái kia rồi thì còn cái còn lại á. Thì anh có không? Binh pháp người ta nói là không chơi là tất thắng. Vì vậy những thứ đó là anh không anh chơi hết. Thì khi mà nghe những cái quan điểm của anh nói thì em cảm thấy là sâu sắc, thông minh. Và em thích cái điều đó. Chúng ta hãy kiểm tra lại trái tim của mình. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết điều đó. 3, 2, 1. Hết thời gian. Nào, rất hiện đại. Hai bạn rất là thông minh để dễ nhận ra nhau. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Những không gian lãng mạn dành cho các bạn để hiểu kỹ hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Cảm ơn chị. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Bạn cần cái viên uống đó lắm á, cho nó sáng da chút xíu. Nào, hôn bạn gái với buổi gặp mặt đầu tiên. Những người rất là hiện đại, thanh niên hiện đại. Nào, mời bạn. Nắm chặt nha, đừng buông đi. Không đó, không đó. Dạ. Ngày hôm nay quý vị lại thấy ông Mai và Mối có gì lạ hay không? Biết rằng ngày hôm nay sẽ có một cái tin rất là vui do một cặp đôi mà quý vị cũng rất là ấn tượng. Hôm nay họ đến đây để trả lễ chúng tôi bởi vì họ đã cưới nhau rồi. Đó là Vĩnh Lưu và Hồng Ly. Đúng rồi, Lưu Ly. Lúc đó quay hai chúng tôi còn hay còn chọc họ Lưu Ly thì được chứ đừng có Lưu Linh nha. Đúng rồi. Anh còn nhớ là Lưu có gia đình rồi. Dạ và đúng. Cũng có một người con trai. Dạ đúng. Còn Hồng Ly đó chưa có gì hết. Bây giờ ta cho trọng phát ra chào đón Hồng Ly và Vĩnh Lưu. Chúc mừng. Mới lấy nhau chắc nhiều chuyện vui lắm mà chia sẻ với quý vị khán giả. Từ lúc mình ngồi trên đây tới đám cưới là hình như cũng... Dạ gần 6 tháng. 6 tháng ngồi ở chiếc ghế, hai cái ghế thần thánh này là về. Bây giờ ta có đôi có cặp. Rồi hai chồng cảm xúc thế nào? Trước tiên thì em cũng xin cảm ơn chương trình và bạn Trúc đã tạo cái ghép. Khi mà lên chương trình đó là đăng ký đó, là em không nghĩ là được lên đây và có như thế này. Trân trọng đón nhận cái món quà này. Cô dâu nói chút xíu đi. Lần trước thì em đến đây thì ngồi chiếc ghế nóng thì cái cảm giác của em rất là hồi hộp. Bây giờ thì nó thay rồi, đó là cái niềm vui nhiều hơn. Vì lúc trước thì em đến đây thì em cũng chưa biết anh nó như thế nào nữa. Chương trình đã tạo cơ hội cho em và anh đó. Anh đó là anh à? Xã em. Anh Linh ơi, giờ em có ý kiến như vậy. Hồi trước giờ cứ ông Mai và Mối đứng đây mà cặp đôi nào mà nhấn nút á, mà khi anh Linh mà kêu nắm tay hôn nhau á, cô nào cũng nhăn, anh nào cũng nhăn. Bây giờ hai người nắm tay nhau, hôn nhau một cái thấm thiết để cho những cặp đôi khác lấy đó làm khích lệ tinh thần. Nghĩa là hôn nhau trên sân khấu này là linh thiêng lắm. Đúng rồi. Là sẽ lấy nhau thôi. Vậy đi. Đúng không quý vị?
Trời giống ngại ngùng giúp giống ngày mới đó. À, chắc là thay mặt cho chương trình, thay mặt ông Mai bà mối chúc cho hai bạn sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long, sanh con đàn cháu đống, vui vẻ hạnh phúc. Em xin cảm ơn. Cảm ơn món quà này nha. Dễ thương quá. Niềm vui nhân đôi niềm vui. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai của bạn muốn hẹn hò. Hả Mai? Em là nữ nên em muốn các bạn nam phải giống như chủ động. Khi mà cố gắng nhiều quá mà không thành công thì thôi bỏ. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Giờ mình giới thiệu về mình. Mình xin tự giới thiệu là mình tên Lê Quang Đăng, mình tốt nghiệp Đại học Bách Khoa. Dạ, hiện tại mình làm cho công ty phát triển phần mềm. Dạ. Nhiều tuổi rồi Đăng? Dạ, năm nay em 39 tuổi. Tuổi thần tài đó. Quê ở đâu Đăng? Dạ, quê em ở Gò Công Đông, Tiền Giang. Chung với anh Linh ha. Mời bạn nữ. Dạ, xin chào chị Cát Tường, anh Linh và chào bạn. Chào khán giả, mình tên là Nguyễn Lê Thùy Dương. Năm nay mình 28 tuổi, hiện tại mình là giáo viên, mình đến từ Tây Ninh. Làm gì có quận mấy? Dạ, em làm giáo viên ở Bình Thạnh à. Bên kia 39 tuổi, dạ. Là lớn hơn gần cả con Giáp luôn. Em có vấn đề gì không? Có e ngại gì không? Dạ không chị, em thích càng lớn càng tốt. À chị. Vậy là vui phải không? Có gì đâu. Vui. 39 tuổi, mấy người yêu rồi? Dạ cũng 4 năm. Bạn có rút ra được kinh nghiệm mà tại sao mình phải chia tay 4 mối tình không? À, tại vì lúc trước thì điều kiện vật chất chưa đủ. Tại vì các bạn cũng muốn cưới. Bạn lấy chồng chưa? Bầu cũ thì mới lấy chồng. Bầu cũ mới lấy chồng. Dạ em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ hai chị. Cách đây bao nhiêu năm rồi? Dạ em chia tay cũng 6 năm rồi chị. 6 năm nay ở không? Cũng có hẹn hò vu vơ nhưng mà em là nữ nên em muốn các bạn nam phải giống như chủ động. Tức là người ta phải tỏ tình, phải nói chứ. Im im hoài đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, em không thích vậy. Ủa anh bên kia anh có chủ động không? Cũng có. Rồi giờ anh chủ động anh thử, anh hỏi thăm, anh tấn công bên này tôi coi thử coi. Em bên đó em dạy ở trường nào? Dạ em dạy ở trường mầm non Anh Pha ạ. Ở trên đường nào? Em dạy ở số 9 Hoàng Hoa Thám. Dạ. Vậy thôi hả? Trời ơi, giống như hỏi cung vậy. Đó. Vậy bạn có những ưu điểm gì? Dạ, ưu điểm của mình là học hành chăm chỉ, thông minh. Trong công việc mình rất là chăm chỉ, rất cố gắng luôn để hoàn thành công việc. Nhưng mà khi mà cố gắng nhiều quá mà không thành công thì thôi bỏ. Không qua bỏ qua thì không. Rồi, đất ơi, người đàn ông chững chạc của đời. Làm chuyện khác nó dễ thành công hơn. Dễ thương, những khuyết điểm của anh là gì? Nếu mà ở nhà mà có ai thì người đó nấu cơm chứ không chịu nấu cơm. Còn ở mình thì tự nấu. Thôi vậy chắc ở mình luôn đi. Ưu điểm với khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm là em ăn được. Công việc của em là em làm giáo viên mầm non nên là khi kể chuyện thì em sẽ có thể tả luôn cái giọng nói, tình cảm của nhân vật ở trong câu chuyện đó. Để anh đề nghị nè, chút xíu kể cho bên đây nghe. Rồi, đồng ý, đồng ý. Khuyết điểm còn của mình. Về khuyết điểm thì em nói nhiều, em thẳng tính lắm. Em không có biết bơi nên vì vậy em thích quen bạn biết bơi. Rồi. Anh biết bơi không anh? 5 tuổi đã biết bơi. Bơi với mường. Nhỏ vậy ta. Vậy là bơi chó đó. Chỉ bơi chó. Biển nổi là được rồi. Đúng rồi, em chỉ yêu cầu là nổi là được rồi. Không khuyến khích 5 tuổi bơi với mường nha. Anh đến đây anh muốn tìm một người yêu như thế nào? Biết chăm lo cho gia đình, biết quản lý tài chính. Đừng có quá xe xua. Quan tâm với người thân. Ngoại hình thì cỡ 3 điểm được đẹp. Ngoại hình chỉ có 3 điểm hả trời? Thì người ta càng đẹp thì người ta đòi hỏi cao hơn. Cái nhân sắc của mình thì tầm đó thì em hài lòng. Anh thí dụ giờ mở màn lên cô này có 5 điểm là coi như cô rớt ra anh. Đòi hỏi từ 3 điểm trở lên. Em thích cái mẫu người đàn ông như thế nào? Cao 1m7. 1m7 có luôn. Biết quan tâm đến người khác. Biết luôn. Quan tâm đến em nữa. Thí dụ em đi ăn thì thường em ít có gấp á. Nên là muốn cho em đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là được không? Học, dạ đúng rồi. Hết rồi đó, cao 1m7 thôi là được rồi. Dạ. Nhưng bây mà giờ đây có cái lạ nè, cô kia yêu cầu là ủa ăn không bao giờ cô gấp hết chứ. Em gấp ít anh nhưng anh... mà ý là em ăn rất là nhiều.
mà gấp nhiều thì em ngại nên là muốn người khác gấp cho em. Hiểu như đang đám cưới á, hiểu không? Anh có đồng ý gấp không? Rồi cái phải gấp cho người ta ăn chứ, để người ta đói bụng ta chảy nước miếng mà người ta ngại gấp. Hiểu không? Là về giận anh luôn á. Anh đã có chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Có một cái nhà, nhà ở dưới ba mẹ. Được. À là cổ làm dâu đúng không? Dạ cũng tạm thời làm dâu. Tạm thời. Ủa tạm thời rồi không tạm thời là sao? Để sau này có tiền trả cho ba mẹ mua nhà khác. Trời, dễ thương quá. Về cái nhà đó của ai? Thì em đứng tên nhưng mà ba mẹ cho mượn tiền. Cô này dễ thương lắm, mà giáo viên mầm non nữa. Cô chăm sóc con nít tốt là sẽ yêu thương người lớn tuổi, yêu thương luôn hàng xóm của anh, anh yên tâm. Chỉ có anh là chưa biết cô yêu hay không thôi. Trời ơi, cũng như không. Để tôi qua tôi coi cô dâu tương lai bên kia sao nha anh Đăng nha. Ồ, dạ cô giáo. Nếu Linh là phụ nữ á, chịu anh liền á. Anh dễ thương hiền, khó à. Có gì nói đó thấy không? Dạ. Chết rồi, nhờ anh Linh hỏi dùm coi là nhà mượn tiền là mượn nguyên căn hay mượn nửa căn. Cái đó không sao đâu chị. Dạ. Hùng với chồng trả tiền được không? Cái đó là chuyện nhỏ thôi anh. Dạ. Của chồng cũng như của mình. Của mình thì nhiều khi cái... là của chắc mình. Là của mình. Được rồi, anh sẽ gấp em liên tục luôn. Rồi, hôm nay em có đi với ai không? Dạ, dạ em có đi với em trai ạ. Rồi. Dạ em chào chị. Em chào Quyền Linh ạ. Em chào anh rể tương lai luôn. Anh rể tương lai ạ. À? từ nãy giờ anh nói thì em thấy ok rồi. Mấy cái yêu cầu của anh á thì chị em dư sức đáp ứng được gấp đôi luôn. Thấy anh trai dễ thương không? Dạ dễ thương. Em có yêu cầu gì nữa không? Dạ không ạ. Cảm ơn em. Trời ơi em trai hiền quá, không bắt anh rể tương lai hứa hẹn gì. Nhất là anh lấy chị tôi anh phải lo cho tôi rồi chẳng hạn. Rồi anh Đăng, anh có đi với người nhà không? Dạ có, đi với bạn thân. Em chào anh Linh, em chào chị Tường, chào tất cả các anh chị và các bạn có mặt tại trường quay hôm nay. Và Đăng thì một người rất là hiền, rất là chân thật. Một người có công việc rất là ổn định, thu nhập lại cao. Riêng bản thân mình thì mình thấy một người phụ nữ vậy là quá tuyệt vời rồi. Và mong rằng hai bạn sẽ cho mình một cơ hội để hẹn hò vào cuối năm để mọi người được chung vui trong cái đám cưới cuối năm nay. Rồi, cảm ơn bạn nhiều. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bên gặp. Kéo màn. Em. Dạ thằng Đào gặp mặt. Chắc là nữa đi đi gặp nhau cho tôi theo nhắc gấp luôn. Em có thích trồng cây không? Dạ có. Em có thích nuôi chó mèo không? Dạ em thích chó mèo thì thích, nhưng mà em không thích nuôi. Anh có sở thích trồng cây hay nuôi chó mèo? Ở nhà anh trồng rất là nhiều cây, cây gì cũng có trồng á. Dạ em thích lắm. Em mà nói một cái cây gì mà anh không có trồng thì còn khó lắm. Thế anh quan niệm thế nào về hạnh phúc? Cuộc sống mình đầy đủ, theo đuổi những cái mục tiêu của cuộc đời mình và giúp đỡ đối phương theo đuổi những cái mục tiêu của họ. Bây giờ đó, đầu tiên mình hát bài tặng quấy tạo không khí đi. Chú có kể chuyện cho nghe. Thì thường người ta nói về con gái Huế đẹp dịu dàng và giọng nói rất là ngọt ngào. Cho nên hôm nay anh sẽ hát một bài ca về một cái vẻ đẹp khác. Đó là bài Em gái miền Tây. Trời ơi, em cũng Tây rồi, Tây Ninh. Tôi tưởng đâu ông khen con gái Huế, tôi định nói tôi nè. Sao mà ông vòng vòng cái ông bác ở miền Tây. Không sao, tôi cũng miền Tây, đỡ quá. Cầu tre lắc lẻo khó đi, em gái ơi giúp anh qua đò. Nhọc nhằn cho cuộc tình tôi khi cây lúa ngày còn xanh. Trời ơi, hay quá vậy. Lẽ nay tôi đi gặp bạn gái tương lai thì ta phải học thuộc chứ, có thuộc nào không? Dạ, thuộc cũng có những bài khác. Anh hát bài nhạc bolero, anh thích bolero lắm. Nhìn thẳng vô mặt của gái hát. Hò sông quê nước chảy đôi bờ, để anh chính dạy mười khờ thương em. Đó. Thôi không hát nữa, bài này buồn quá. Thôi để cô giáo người ta kể chuyện lại cho cái bầu không khí nó tươi lên xíu coi. Gà con nhỏ xíu, lông vàng dễ thương, gặp ông trên đường, chào ông ạ. Ngồi trên hòn đá, một anh cóc vàng cất giọng oan oan, chào chào ông ạ.
tưởng đâu kể chuyện nhỏ nhỏ tự nhiên cái quay qua cái gặp cái chào ông hoài. Ngồi làm ảnh cũng Bây giờ hai người tính chuyện hẹn hò. Anh cảm nhận là em rất là hiền, rất là dễ thương, cũng rất là đẹp so với cái mong muốn của anh trước khi đến chương trình. Ban cố vấn của anh nói là hay hạ tất cả các cái tiêu chuẩn, nhưng mà anh đến đây thì anh thấy không cần phải hạ, tại vì tiêu chuẩn của em quá cao. Mong muốn là mình sẽ có một cái cuộc hẹn hò để mà tìm hiểu nhau nhiều hơn. Mất thời gian. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Nắm tay nhau nào. Nắm tay nhau đi đã. Cảm giác cái nắm tay thế nào? Rất là ấm. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp 212 Lý Chiến Thắng Cinebox gửi tặng các bạn. Đây, chị gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Đó, cũng chừng mình hơi nhát, có tình cảm mà không dám nói, sợ thất bại vậy. Trời ơi. Và bây giờ thì Tường sẽ ra ngoài và mời bạn nữ của ngày hôm nay xuất hiện để chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Đợi các Tường một chút xíu nha bạn trai. Dạ. Rồi, thẳng lên. Đây, tới rồi, ngồi vô bên trái nha. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ ra. Rồi, trước tiên là ưu tiên em trai ngồi đợi lâu nè, em trai sẽ giới thiệu trước. Dạ, em tên là Vượng. Vượng, dạ. Trong An Khang Thịnh Vượng ạ. An Khang Thịnh Vượng, dạ. Dạ, năm nay em 28 tuổi. 28 tuổi. Em gốc quê Nam Định, giờ đang làm việc tại Đức Hòa, Long An. Nghề nghiệp của em là nhân viên môi trường. Dạ, cụ thể là xử lý nước thải như vậy. Cũng buôn dạ. Ba nhiều ha, cũng nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống rồi. Ok, mời em gái. Em chào các Tường, em xin chào em Vượng ạ. Em tên là Hoàng Mai. Em có đứa em trai tên là An Khang, anh là Thành Vượng đó ạ. Hay quá. Em thì giống như anh là cũng học ngoài môi trường, nhưng mà điều là em học rồi nhưng mà em chưa có làm ngoài môi trường. Em đang làm công việc là thu ngân tại siêu thị Bixi miền Đông. Em làm tại quận 11. Em bơ tại Phú Yên. Phú Yên Nam Định cách nhau bao xa cưng? Phú Yên Nam Định cách nhau khoảng chừng 700 cây vậy. 700 cây luôn hả? Không vậy. Xa đâu anh. Đi máy bay là khoảng đúng. 1 tiếng, 2 tiếng. Đúng yeah. Rồi. Em năm nay là 29 tuổi. 29 là lớn hơn bên em 1 tuổi. Bạn gái lớn hơn 1 tuổi có vấn đề gì không em? Dạ không chị. Dạ không. Thế em có vấn đề ngại ngùng gì khi bạn trai nhỏ hơn mình không? Dạ mình thích bạn nhỏ. Thích bạn nhỏ. Tại sao thích bạn nhỏ hơn? Mấy đứa bạn ai mà lấy chồng nhà tuổi hơn nó sẽ hâm mộ vậy. Ồ vậy đó hả, hâm mộ rồi, ok. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Vương? Điểm mạnh của em là nhiều nơi nên kinh nghiệm cũng nhiều, nấu ăn được. Các việc vặt trong gia đình, ví dụ điện nước các thứ em có thể tự sửa chữa được chị. Và cái công việc đang ở cái Long An này lại mở mấy năm rồi? Em làm công việc ở Long An hiện tại được 3 năm rồi chị. 3 năm rồi. Dạ. Có sắp tới ví dụ tương lai mình có phát triển công việc mình lên hay là mình có di dời hay là chỗ đó là ổn định luôn hay là chỉ là tạm thời? Dạ, cái này thì tùy thuộc vào ví dụ tương lai mình lấy vợ thì xem cái định hướng khi đó hai người bàn bạc thì xem nên phát triển ở đâu thì phát triển. Cái cơ sở để phát triển kinh nghiệm này kia mình có hết rồi. Dạ. Thế còn em? Dạ, em thì là anh theo ở đâu thì em ở đó. Em là quan trọng là người thôi ạ. Đúng rồi, tại vì thật ra hai bạn đều là người xa xứ mà. Dạ. Chỗ nào đất lành là chim đậu, chỗ nào mà kinh tế mình cảm thấy mình tính với nhau. Ví dụ anh làm đây lương như vậy nè, anh đi chỗ này lương vậy, em làm đây vậy thì bên nào mà mình cảm thấy mà nó khá hơn thì mình sẽ chọn chỗ đó. Dạ. Đúng không? Với là hai bạn còn trẻ mà, trời ơi, sức khỏe không mà lo gì, ở đâu mà không sống được, đúng không? Dạ, đúng vậy. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, tính cách lúc nào cũng lạc quan, đi chơi rất là sung, bạn bè mà rủ đi chơi là chơi tới bến luôn. Hai tay của em hai chân nữa. Ghê, chơi tới bến luôn đó. Dạ đúng rồi, nói chung bạn tăng ba thì em cũng theo tăng ba. Ghê. Khuyết điểm của em thì anh có ưu điểm gì thì em có khuyết điểm đó. Anh có khuyết điểm là nấu ăn ngon thì em là nấu ăn dở thì chắc là em phải nhờ anh nấu ăn giúp rồi. Trời ơi khôn quá ha.
Anh gái chị có người nấu ăn, có người thưởng thức cũng là một hạnh phúc, phải anh Quận? À, cái chuyện đó đơn giản. Trời dạ. Ơi, hay quá. Yếu điểm thứ hai của em là vừa sáng ngồi hỏi bên ngoài, nói chung em ít giao tiếp, ít biết tiếp nhiều, nên là em hy vọng là anh sẽ dặn em biết được nhiều thứ, khám phá mọi thứ xung quanh tốt đẹp hơn. Được không em? Dạ được chị. Hay quá, bên đây hồi nãy giới thiệu là đi nhiều nơi cho nên kinh nghiệm nhiều. Dạ em là đi ít nơi nên là kinh nghiệm ít. Cô lanh quá, cô đừng ăn hiếp người ta nghe không? Anh có chịu cho em ăn hiếp không? Anh Quỳnh ơi. Không, ăn hiếp được nhiều thì cứ ăn hiếp à. Nói chứ đừng làm quá, người ta sợ người ta bỏ người ta chạy nha cô. Bình tĩnh lại, hết sức bình tĩnh. Rồi bên đây đang sung cho bên đây nói trước. Dạ, thì có một mối tình. Lúc cấp 3 thì em có thích một bạn nam trong lớp. Bạn đó đẹp trai, da trắng, môi hồng, trong mày có nét tướng tướng, dáng đi oai phong. Trời ơi, cô bà nhắc lại mà mắt bà lung linh luôn vậy. Hồi ức đẹp kìa. Thích em hay không thì không biết, nhưng mà đảm bảo là có thiện cảm thôi. Nhưng mà em có tỏ tình không? Em chỉ là thích là ngắm thôi ạ. Trời ơi, bậy hết sức. Hồi giờ nếu không... cho, bây giờ nếu cho thời gian quay trở lại là chắc là tán rồi. Tán rồi phải không? Dạ. Rồi sau khi vào đời? Dạ, sau khi vào đời thì cách đây 3 năm. Em có quen qua điện thoại 1 năm nhưng mà gặp gỡ được 2 lần. Từ đó cách xa. Dạ. Là không gặp mặt thì không sao. Dạ. Nhưng mà khi gặp mặt thì không được. Dạ. Ủa, không được cái chỗ nào vậy em? Dạ, nói chuyện điện thoại và nói chuyện trực tiếp. Em thấy nó không có cái đối ẩm. Gặp nhau có lần thứ hai là yeah luôn á. Vâng. Vậy thì cũng chưa có mặn nồng gì. Dạ. Mà qua điện thoại là có yêu đương mặn nồng, có hẹn hò, hứa hẹn gì dữ không? Dạ không. Một ngày khoảng 1 tiếng mấy là anh đã sẽ hát cho em nghe. Trời đất ơi. Dạ. Mà lúc gặp nhau ông hát không học, không hát, cho nên là cho ông đi luôn phải không? Hát ít lắm chị. Lúc gặp nhau anh thích nói hơn. Còn mối tình nào nữa không? Sau 3 năm thì chưa tìm được ai nữa. Vậy là có 2 mối tình xưa giờ đó rồi đó hả? Dạ. Gì mà đơn giản vậy? Là cái mối tình đó gặp mặt được 2 lần là rồi đó. Dạ. Rồi có nắm tay nắm chân hôn nhau gì chưa? Có nắm tay có hôn, nhưng mà không có cảm giác. Trời ơi, thật là đau lòng cho cô gái ấy. Thế còn em tình trường sao? Nãy nghe kinh nghiệm dữ lắm, là tình trường có kinh nghiệm không? Dạ, kinh nghiệm đường đời thôi, còn tình trường thì ít lắm chị. Có một mối tình vào thời năm cuối thời sinh viên chị. Hai bên cũng có tình cảm qua lại, nhưng mà cái thời đó là chưa ra trường và chưa có công ăn việc làm, mình không tính cái chuyện xa hơn á. Hồi Tết về thì cô hỏi là xem là có muốn giữ cô ở lại Sài Gòn không? Thì em nghĩ đại là nghĩ đi về quê ăn Tết rồi vô lại. Cũng không có giữ, thế rồi về quê cái ở quê lấy chồng luôn. Trời đất ơi, người ta vậy không có biết nhạy, không có nhạy cảm đúng không? Dạ. Người phụ nữ người ta hỏi vậy mà tại sao không giữ? Thì cái thời đó cũng chưa tính vì sao, mới sinh viên ra trường chị. À, dạ. Vậy còn sau này nữa, rồi sau cô đó còn ai nữa không? Sau vụ đó nó cũng kiểu mình hơi nhát, có tình cảm mà không dám nói, sợ thất bại vậy. Trời ơi, yêu đương mà sợ, bây giờ bữa nay thích có dám nói thích không? Bữa nay nói được chị. Nói được ha, cố gắng lên nha. Dạ. Tuổi xuân rồi để đi qua mất nữa là phí lắm nha. Bây giờ đang hai bên đang còn sung lắm nè. Đó, cô này cô đang sung lắm đó. Thích dạ. Là phải nói, còn không thích thì cứ im mà cô hỏi. Người ta đã mở lời, cứ giữ em không? Mà không giữ. Đúng rồi chị, con trai kỳ cục. Đó, thấy chưa, con trai kỳ cục rồi, thấy chưa. Thế bây giờ em muốn tìm một người vợ tương lai của mình là cái người như thế nào? Đối với gia đình này, trên dưới là mình phải biết tính trên nhường dưới là được. Thế còn em, mẫu người bạn trai, mẫu người chồng tương lai của em là như thế nào? Mẫu người chồng tương lai của em là người con có hiếu thảo trong gia đình. Có giọng nói ấm áp, anh Vượng là đã thấy hợp rồi chị. Hợp rồi ha, dạ. hợp giọng nói thôi. Dạ, hợp giọng nói, vậy thì cao hơn em 1m7 thì tốt, mà không được thì cao hơn em cao 1m55. Thì người ta cao 1m6 cũng hơn em rồi. Dạ, em thích người cao cao. Nhưng mà em cao được nhiêu à, Dượng? Dạ, em cao 1m67 chị. 1m67? Còn gì nữa? Bạn đó cũng phải yêu thiên nhiên, cũng phải biết yêu động vật xung quanh. Ta cũng học môi trường mà, gì nữa? Cái thứ ba là giao tiếp tốt. Tại em là giao tiếp kém. Người ta dạy em được luôn mà. Dạ. Chỉ có tình trường người ta nhát thôi, đừng ăn hiếp người ta là được. Dạ. Ha. Rồi bây giờ em kiếm thử coi ảnh ở trong này nè. Có người yêu em chồng á. Còn em mong muốn tìm một mẫu người bạn gái là hiền lành thôi phải. Ôi trời ơi. Đó có cổ chồng luôn á. Trời ơi sao cô nào khó vậy? Tôi nhìn đây tôi còn chưa nhận ra nữa đó.
có cổ ở trong đó đó, em lựa đi. Chị. Ai? Bạn giữa chị. Bạn này. Dạ đúng rồi. Đây. Tại sao lại chọn bạn đó? Mặt tươi. Mặt tươi. Chọn à, ai? Em nghĩ 1m55 thì chắc đây chị. Đâu mà lùng dữ vậy? Trời ơi, quá đáng. Vậy chắc cuối cùng vậy. Cuối cùng phải không? Rồi. Được rồi, bây giờ mời hai bạn hãy cầm tấm hình mà mình vừa chọn lựa ha. Tường sẽ mở cửa trái tim này ra, xem coi cái cảm giác đầu tiên, một trò chơi nho nhỏ đầu tiên, coi nó có trùng khớp hay không. Chào em. Sao? Anh nào? Chỉ vô coi anh nào. Này chị. À, em anh, xin lỗi. Anh này đẹp hơn đó nha, mắt mũi miệng người ta ngon lành hơn, tại người ta không cười thôi. Dạ đúng rồi, tại, đúng không? Tại anh không cười chứ không phải là cười. Rồi bên đây giờ sao? Cô nào? Trời ơi, ông nhìn hình ông còn chưa biết cô nào luôn á. Em đẹp quá. Cô nào? Cơ bản là khác với hình quá, khó nhận ra. À, không mà khác thiệt. Số 1 rồi chị. Chứ còn gì nữa. tại khác với hình quá chị. Dạ. Khác là khác thì sao? À, nhìn bên ngoài dễ thương hơn. À, cũng biết định ha. Rồi cái này sao, cái này sao? À, dạ. Có món quà nhỏ tặng em. Nè, ta đứng lên cho coi nè, cao nha. Dạ. Được chưa? Dạ, được rồi. Chị. Rồi bên đây sao, quà đó có tặng không? Em quên. Em quên. Dạ. Em gửi anh quà. À dạ, cảm ơn. Nhớ cổ tên gì không? Dạ em quên rồi. Hỏi đi. À, em tên gì? Em tên là Hoàng Mai. Rồi ngồi xuống đi hai bạn. Bây giờ Tường sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian để trò chuyện riêng với nhau. Cô này lanh lắm, em đừng lo, đừng có khớp nha. Đừng có để cô tấn công, đừng để cô ăn hiếp nha. Cái Tường mời hai bạn thưởng thức món ăn này, gọi là món ăn tôm dăm cung nha. Tôm dăm cung là canh chua tôm. Thì đây là một cái món mà nước dùng được hầm từ vỏ và đầu của tôm kết hợp với một số loại rau củ. Món ăn này mang vị chua cay rất là đặc trưng của ẩm thực Thái Lan, kết hợp với vị ngọt thanh của nước dùng. Mời thưởng thức, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại nha. Rồi. Mời em Dùng. Dạ, mời anh Dùng. Dạ. Anh nói trước đi. Em đi làm văn phòng vậy là thứ bảy chủ nhật được nghỉ em? Dạ không, em chỉ nghỉ đầu tuần thôi ạ. Do là em làm tại siêu thị nên là thời gian không có cố định. Em học môi trường rồi, có tính sau này làm bên môi trường không? Dạ có. Anh thì công ty môi trường quen nhiều. Nếu mà nếu muốn làm thì mấy ông anh trước làm chung công ty giờ cũng ra mở công ty, nhân lực cũng thiếu. Nếu mà muốn qua bên môi trường làm thì anh có thể liên hệ được. Dạ, em cảm ơn ạ. Em thì rất là thích đi chơi mà đều là không có ai trai dẫn em đi thôi. À, cái đó thì đơn giản. Anh có thể sắp xếp thời gian để lên Sài Gòn dẫn em đi chơi vô đó. Anh có hát, có thích hát karaoke không? Karaoke thì anh cũng đi hát nhiều với bạn bè. Vậy thì hôm nào em anh có thể đi hát karaoke chung. À, cái đó tất nhiên được rồi. Nhưng mà em nói trước là em hát không hay. À, cái đó không vấn đề gì, tại anh hát cũng không hay lắm. Anh có nhiều bạn không? À, bạn bè nói chung là công việc đi nhiều thì cũng tiếp xúc nhiều, thì bạn bè đương nhiên cũng phải có nhiều. Nhưng mà chủ yếu là tiếp xúc với lại nam giới tại cái đặc thù công việc. Anh mà tiếp xúc với nữ giới là mệt mệt đấy em. Em nói đùa thôi. Thật chất thì em thì bạn bè ít lắm, đâu được mấy đứa bạn thân thôi. Anh là bạn bè trong công việc thì nhiều, còn chính thức mà thân chỉ có thì cũng chỉ được 2-3 người thôi. Anh có dự định gì trong tương lai không?
ở trong này thì anh tính là anh mở một công ty nhỏ nhỏ xử lý nước thuê cho các trạm xử lý khác, tại vì bạn bè cũng có nhiều người làm trong ngành á, có được sự giúp đỡ nhất định. Sao nãy giờ trò chuyện thấy ổn không, sơ bộ thấy ổn không? Ổn. Đồ ăn ngon không? Dạ được. Ăn món này lần nào chưa? Dạ chưa, nhưng mà này như giống bánh khúc của quê em. À vậy hả? Dạ. Là cái xôi giống thôi chứ. Dạ, cái đúng tôm trong cung sao giống được. Dạ cái tôm này nó khác. Tôm là nó khác, đó là dạ. Món đặc trưng của Thái Lan đó. Dạ. Chúng ta sẽ bóc những cái lá thăm này, đọc lớn yêu cầu trong này lên, rồi mình thể hiện những cái điều ở trong này ha, để mình có thể là có cái sự dạ. Tiếp xúc với nhau, hiểu nhau nhiều hơn. Rồi đọc lớn lên coi. Yêu cầu hai bạn ôm nhau 30 giây rồi nói cảm nhận. Mời. Dạ. Nghe đồn nhát gái lắm phải không? Qua đây có cơ hội rồi đó. Bạn trai phải qua chỗ bạn gái chứ. Rồi ôm nhau 30 giây và nói cảm nhận. Rồi về chợ, rồi về đi. Dạ. Rồi nói. Bạn trai nói trước đi nè. Cảm nhận của em như thế nào? Dạ cũng thấy hơi khác khác. Khác khác là khác khác là sao? Gãi đầu. Tại lần đầu tiên được ôm người khác phái. Cái gì lần đầu tiên? Trước cái thời của em, cái thời sinh viên á, yêu tỏ tình nắm tay cũng chưa có cái gì mà. Vậy hả? Dạ. Bây giờ mới là cái ôm đầu tiên đó hả? Dạ. Gì ghê vậy? Ảnh rung rung lắm chị. Em rồi, cảm nhận của em sao? Người rung. Rung ấm. Thế còn em, bản thân em thì em cảm nhận như thế nào? Chưa thấy cảm giác. Chưa thấy cảm giác mà chỉ cảm nhận được ảnh rung với ảnh ấm thôi. Dạ. Chắc phải cho ôm thêm quá. Rồi chưa có cảm giác. Có sao nói vậy thôi. Mình cứ có như thế nào là mình cứ nói như vậy. Đây bóc đi. Lựa chọn đi rồi đọc lớn lên. Bạn nghĩ đêm tân hôn ai nên chủ động và làm gì? Rồi cả hai bạn cùng trả lời câu này. Dạ em muốn em trả lời trước hay là bạn trai trả lời trước? Mời em trai trả lời trước. Thế em nghĩ trong đêm tân hôn ai sẽ là người chủ động và làm gì? Dạ theo em thì đêm tân hôn à, dĩ nhiên là mình là đàn ông thì mình phải chủ động mà chị. Dạ. Rồi giả tỷ nhưng mà đàn ông mà nhát quá rồi nhìn thấy vợ rồi run quá không dám làm gì rồi làm sao? Cái nhát là cái lúc mình chưa có xác định được cái điều gì á. Còn khi mà mình đã xác định rồi, khi mà đã đám cưới rồi thì có nghĩa là xác định đó là vợ mình rồi thì mình không còn nhát nữa vậy. Rồi em. Em thì cũng có suy nghĩ giống anh Quận là trong tâm hơn thì anh sẽ chủ động hơn. Chủ động hơn thôi đúng không? Chứ cũng không phải mình cũng không phải thụ động. Dạ đúng mình rồi. Mình cũng phải có là sự trao đổi. Đúng không? Dạ. Trời ơi cặp đôi này dễ cưng quá, dễ cưới quá. Nhìn nhau đi, cảm xúc 30 giây cái đã nè. Mình muốn nói cái gì với nhau trước khi mình đưa ra quyết định bấm nút. Anh nhìn em. Quyết định bấm nút. Anh nhìn em. Nhìn em nói chứ. Hôm nay em tới đây thì em muốn gửi anh một tặng một bài hát. Anh bắt nhịp với em nha. Từ lâu anh chỉ xem chúng ta như đôi bạn thân, nhưng trong thật tâm em vẫn mong được nhiều hơn thế. Từ lâu nay mình đã sẻ chia bao nhiêu niềm vui, nhiều lần em đã nói dối anh, có một chàng trai đang thầm yêu em, vậy mà vô tâm anh cứ chúc mừng, chúc em tìm thấy được hạnh phúc. Rồi một ngày kia anh đi bên ai ngập ngừng, anh nói nhớ em rất nhiều, nói hạnh phúc nhất vỡ tan ở trong tim. Nghe ngào là rơi anh ơi em mong từ lâu lắm cho yêu này, và cũng muốn nói với anh em thật nhớ anh, nhớ rất nhiều. Anh không hát nhưng mà anh sẽ làm một bài thơ. Hôm nay đến với chương trình thì lình tôi thấy cô nàng rất xinh, nàng ngồi cách một tường hoa, lòng tôi xao xuyến, tâm hồn nao nao, ước gì tôi lấy được nàng để cho thỏa nguyện ước mơ trong lòng. Sao cảm nhận về bài thơ của anh như thế nào? Bài thơ này anh tự làm đó. Em rất là cảm động trước cái bài thơ của anh. Giờ là em có cảm xúc rồi đó. Giờ là em có cảm xúc rồi đó. Giờ mới có nữa hả? Dạ. Ôm không có cảm xúc mà đọc thơ cảm xúc hả? Dạ. Hay ha, vậy là cô này cô thích ngọt em ơi. Dạ. Hiểu rồi. Em
không thích nặng nha. Nãy giờ thời gian chương trình cũng đã dành cho hai bạn khá nhiều rồi, bây giờ là cái lúc quan trọng nhất của hai bạn. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại, và sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý bấm nút thì hẹn hò với nhau thì mình bấm mạnh, nếu mình không đồng ý mình lấy tay ra khỏi cái nút bấm này. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3. Hết thời gian rồi, qua đây nắm tay nhau đi, bây giờ là nắm thiệt nè. Trước tiên là chúc mừng hai bạn hôm nay đã bấm nút hẹn hò với nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Thì hôm nay á, là cũng có mẹ nuôi của người bạn gái của em dạ. Đi tham gia chương trình. Bây dạ. giờ mời mẹ của cô ấy vào để coi như chúc phúc cho hai bạn ngày hôm nay, để xem hai bạn, cô ấy có ý kiến gì hay không nha. Mời chị. Thế từ nãy giờ chị ngồi ở ngoài ha, theo dõi cuộc trò chuyện của hai cháu thì chị có cảm xúc như thế nào? Trước tiên thì cũng rất là cảm ơn chương trình, cảm ơn chị Cát Tường, một cái người mà mai mối tức là đưa duyên, rất là có tâm. Thì chúc mừng hai cháu nhé, cảm ơn chương trình. Cảm ơn, cảm ơn chị ạ. Sao muốn ôm mẹ hay là gì? Nhưng mà em hỏi thiệt chị là chị nhìn thấy như cậu con rể tương lai thì cậu, chị cho vài nhận xét về cậu này đi ạ. Thì thấy em đây thì hiền, chất phác, là một người đàn ông không có màu mè, rất là chân tình. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều ạ. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Dạ. Ông kiếm tiền gì thương thấy ghê luôn vậy đó. Đây, Tường gửi tặng hai bạn, đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đây là một phần quà của chương trình dành tặng cho các phái nữ để làm đẹp nha. Bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Thưa quý vị, hôm nay bà Mai đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình rồi ạ. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Chúng ta sẽ tạm biệt tại đây nha, và hẹn gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình, 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng. Chào mừng quý vị đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Bữa nay như thường bữa, chị vẫn đại diện cho đàn trai, còn em vẫn đại diện đúng, cho hai đứa. Đúng, mà hôm nay phong cách của chị sẽ rất là nhẹ nhàng, trang nhã, từ từ tìm hiểu về tâm lý, về mong muốn của các người tham gia chương trình. Dạ. Không có làm căng quá, họ sợ, họ không dám bấm nút. Không, nói chung là mình sẽ làm hết sức thôi để đợi họ tìm thấy được nhau, những mảnh ghép nó đang rơi rớt ở không, đâu đó. Nhưng mà thật ra là chị vẫn muốn có tín hiệu là bấm nhau. Lần này cố gắng hết sức, mà cái sự quyết tâm. Kính thưa quý vị, và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với hai chàng trai của chương trình. Một tràng pháo tay thật lớn ạ. Wow. Được, được. Rồi, mời hai em ngồi vào vị trí của mình nha. Và bây giờ bên nhà gái thì chào đón hai cô em gái của tôi. Dễ thương, thùy mị, nết na, duyên dáng. Mời ngồi. Dạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu những cái thông tin cơ bản, những thông tin cá nhân nhé. Mời chàng trai ngồi ở ghế đỏ, em tên là gì? Dạ, kính thưa chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và hai bạn nữ kế bên. Và các khán giả xem truyền hình, thì em tin tự giới thiệu em là Trần Hoàng Khánh Phụng. Hiện đang sinh sống, làm việc tại xứ sở của rượu đế Gò Đen. Gò Đen đúng rồi. Thì em ở Gò Đen, hiện đang công tác tại xã. Là cụ thể là làm gì em? Dạ thì em đang làm chức danh là chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã. Thì hàng ngày thì công việc của em thì giải quyết các vấn đề về hành chính và kia giấy tờ.
và các mảng về liên quan về mảng quân sự, tuyển quân. Dạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Thì điểm mạnh của em là thường hay nấu ăn và biết giúp đỡ bà con xếp chòm trong này kia. À rồi điểm yếu. Điểm yếu của em là nói chung là do thể quá mập mà thể thao thì nói chung cũng ít chơi thể thao. Năm nay là 30 hả? Dạ năm nay thì em bước qua tuổi 31. Nhà dưới quê chắc cũng đôn lập gia đình. Dạ, đúng rồi. Rồi hy vọng hôm nay sẽ tìm được một người yêu nha. Dạ. Em hãy tự giới thiệu mình đi nè, cô gái ngồi ghế màu đỏ. Dạ. Xin chào cô Cát Tường và chú Hướng Minh Đạt. Và xin chào hai anh bên kia và chị ngồi ghế xanh. Em tên là Trần Thị Tú Anh, năm nay em 20 tuổi. Hiện giờ em ở đâu? Dạ em đang ở thành phố Thủ Đức. Công việc của em bây giờ là gì? Dạ em đang đi học, đang là sinh viên ạ, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Rồi điểm mạnh điểm yếu nè. Dạ điểm mạnh của em thì ít nhưng mà điểm yếu của em thì nhiều. Rồi thôi nói cái ít trước đi. Điểm mạnh của em là em có thể ru ngủ mọi người bằng việc em kể chuyện cho mọi người nghe. Còn điểm yếu của em thì em ăn nhiều mà em ngủ cũng nhiều. Điểm mạnh điểm yếu của bé này ấn tượng. Rồi nha, bây giờ tới chàng trai ở ghế xanh nha. Em tên gì nè? Em xin chào chị mối Cát Tường. Chào anh bây giờ Hướng Minh Đạt. Chào hai bạn nữ, chào bạn nam ngồi đây và chào tất cả quý vị theo dõi các bạn anh nhỏ. Hay quá, em tin quá hết. Hay quá em ơi. Em tên là Trương Hoàng Huy. Thì công việc hiện tại là một nhân viên bên một công ty bia của Nhật. Chung là cũng qua một thời xung xanh ăn nhậu quá trời rồi không ai nhìn ngó tới hết. Thì hôm nay em lại lặn lội ở chỗ này để kiếm tiền một cơ hội mới. Thì hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ em. Em kiếm bạn nhậu ở đây hay gì? Em kiếm người chăm sóc cho em. Năm nay nhiêu tuổi? Dạ em thì khoảng 29. Hiện tại thì em đang ở sinh sống ở Bình Dương. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ điểm mạnh em thì cũng không có gì nhiều, chỗ nào mạnh thì em mạnh, còn điểm yếu em thì chỗ nào yếu thì em yếu. Dạ mạnh thì em nghĩ là chắc em cũng hơi nặng ký, cũng mạnh đó. Rồi chỗ nào yếu? Nay đã có nước giặt xả tròn 2 trong 1 mới, lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Yếu thì có cái chắc là không được đẹp trai lắm thì hơi yếu. Dạ. Thấy được, có duyên dáng mà. Không có đó là về ngoại hình thì em phải đi từ ngoài vào trong. Đúng rồi, bây giờ đi vào trong. Bây giờ ở trong có gì yếu? Trong yếu thì có phải là em hơi nóng tính và hơi cảm xúc một tí. Nói chung là cái đó thì một điểm cũng hơi yếu của em. Dạ, còn điểm mạnh em thì em ngoài những lúc buồn thì em luôn vui và lanh lợi. Yeah. Hay đẹp. Có tài năng gì không? Tài năng thì em hay chơi thể thao. Chơi môn gì? Em hồi xưa là em chơi bóng đá, hồi xưa chụp gôn. Mà từ lúc em bị căng thị cái em không chơi nữa, em chuyển qua đạp xe đạp. Tới em, xin mời em giới thiệu về mình nè. Dạ là đầu tiên thì em xin được gửi lời chào tới chị Cát Tường, chú Hứa Minh Đạt. Trời ơi, hai bạn nam ở bên kia và mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Trần Thị Giác Tấn. Tên hay quá. Dạ cái này là tên ông nội của em đặt cho ý em. Ý nghĩa là gì? Có hai câu thơ để diễn giải cho cái tên của em. Đó là Giác Ngộ Trường Tồn Huệ Tâm Khai, Tánh Linh Phổ Chiếu Khắp Trần Ai. Tên nó mang vóc dáng của cái gì nó xưa xưa, cổ cổ, tu tu rồi đó. Có thể là chắc ông nội em đã dự đoán trước. Với một đứa trẻ sinh trong năm 98 như em. 98? Dạ, em sinh năm 98. Là con... Hôm nay em là tròn 2 con. Dạ đúng rồi. Bây giờ em sinh sống ở đâu, nghề nghiệp như thế nào? Dạ hiện tại thì em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc em là gì? Em sẽ làm về nội dung và hình ảnh cho công ty của em. Công ty của em là một agency, giống như là nếu mà doanh nghiệp Việt Nam á mà họ có nhu cầu đưa sản phẩm của mình ra trên thế giới, ví dụ như là sàn thương mại quốc tế Amazon, thì bên công ty em sẽ hỗ trợ để cái phần đi nội dung và hình ảnh cho cái công ty. Dạ đúng, là em sẽ là người chịu trách nhiệm. Điểm mạnh điểm yếu em đi nè. Dạ điểm mạnh của em thì em là một người có khả năng trình diễn tốt, em thích ca hát và em cũng thích làm MC. Thôi bây giờ mình hát đoạn nghe. Đúng đi. Đúng rồi. Hát một bài tặng cho mọi người trong trường quay hết luôn. Một bài tiếng Anh, Set Fire to the Rain. Rồi. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark and eyes over until you kissed my lips and you saved me. Một đoạn ngắn vậy thôi. Trời ơi. Hát dài dài xíu coi. Thôi để mở cửa ra đi, hát nhiều nhưng mà hát nhạc Việt nha. Rồi. Điểm yếu. Dạ em không có điểm yếu. Đừng dối lòng, đừng dối lòng. Dạ chắc là em hơi tản tản xíu. Cũng có hơi nóng tính một xíu. Hơi nóng tính đúng không? Nóng vội.
Rồi bây giờ nếu mà có người yêu thì em định là bao nhiêu lâu nữa thì mình mới kết hôn được? Dạ 30, còn 6 năm nữa 6 đúng năm không? Nữa. Dạ đúng rồi. Để mà có thể là tìm hiểu yêu đương cho nó chín mùi luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi để hứa coi. Tôi là 6 năm nữa thôi. 6 nha. Năm nữa. Bây giờ anh này là 31 rồi. Anh này cũng là 30 rồi. Mà tới 6 năm nữa là chờ nổi không? Chắc không quá. Trời vẫn được chị mà em sợ lúc đó em yếu dần lại chị. Bây giờ ráng đi ăn thua, nếu mà mình cảm thấy được thì mình phải tự thương lượng với nhau. Kế hoạch luôn có nhưng mà đâu có kế hoạch hoài chứ gì đâu, đúng không? Cho dở sớm sớm chứ. Đúng rồi đó, nhờ tài năng của tụi em thôi. Bây giờ vô tình trường nè. Rồi. Sao bây giờ anh chàng cái ghế đỏ nè. Có mấy mối tình rồi? Thì em có 3 mối tình. Có mối tình sau cùng á thì nó cũng quen lâu. À khoảng tầm 2 năm. Nói chung là ít tiếp xúc nhiều nên cũng mờ nhạt về tình cảm này kia đó. Sao nên... không tiếp xúc nhiều? 2 năm bạn nó ở đâu mà ở gần nhà không, cùng quê không, không có tiếp xúc nhiều? Em thì ở đây, ở Long An luôn, còn bạn đó thì ở Cà Mau. Đó là yêu xa. Yêu xa. Rồi có mối tình đó là chia tay bao lâu rồi? Chia tay này cũng được 1 năm. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Bạn gái em chỉ cần hợp tuổi, dễ thương. Và nói chung cũng biết quan tâm với người yêu là gia đình thôi. Chà, hợp tuổi là em tuổi gì nè? Vợ lắm rồi nè. Em tuổi gì nè? Tuổi gì cũng hợp. Thích là hợp à? Thích là hợp à. Em bao nhiêu cuộc tình rồi? Dạ một. Khi nào? Dạ mới đây thôi. Chắc được vài tháng. Sao nó có gì đặc biệt ấn tượng không nè? Hai đứa cũng tự tự thích nhau chứ yêu nhau thì chắc chưa đâu, giống bạn hơn. Rồi sao không thích nhau nữa? Dạ tại vì không biết nữa. Tự nhiên có ngày bạn đó bảo là thôi làm bạn. Thì em cũng làm bạn. Em nghĩ là thì làm bạn sẽ tốt hơn. Tại vì hai đứa cả tính cách về cái kiểu cái lối sống á cũng khác nhau nữa. Em là trầm ngâm rồi, em cũng ít đi chơi. Nói chung là tất cả đều là do bạn đó chủ động, em là người thụ động, em ít khi chủ động lắm. Bây giờ còn làm bạn với bạn đó nữa không? Dạ có chứ. Còn thích không? Dạ không. Rồi thì bây giờ em muốn tìm một cái tình yêu sắp tới là một tình yêu nó như thế nào? Em cần một người có nhiều hành động hơn là lời nói, tại vì em lúc nào cũng thụ động nên là cần một người hành động nhiều hơn, quan tâm em hơn, hài hước một chút. Ngoại hình thì sao nè? Dạ ngoại hình thì cũng không quan trọng lắm, nhìn được là được ạ. Hai anh của chị, anh nào nhìn cũng được hết trơn á. Nhưng mà bây giờ là năm nay em mới có nhiêu, mới 20 tuổi hả? Dạ đúng rồi. Rồi giờ mấy anh này là 30 hết trơn rồi, em có ngại không? Dạ không ngại. Rồi còn anh chàng áo xanh, ghế xanh, tình trường mình sao nè? Dạ tình trường thì em cũng trải qua một vài mối tình. Có hai mối tình mà em nhớ nhất là một cái mối tình hồi còn tuổi học trò, đi học. Mấy năm? Chắc cũng khoảng 3 năm. Thì có nghĩa là lúc đó thì cũng như mình mới bắt đầu một cái gì đó, cho nên là nó có nhiều cảm xúc hơn cho mình. Mới tình đầu bao giờ cũng đẹp ha. Dạ, đúng mà rồi. Sao chia tay? Một phần là do cái hai người thay đổi cái công việc, với lại đi học cái khác nhau. Một người thì ở dưới quê, một người ở trên đây. Rồi người sang mặt thì cách lòng, nghĩa là xa quá, như là tôi trẻ nữa. Còn mối tình thứ hai là một cô bé rất là thú vị. Em không đặt ra một cái hình tượng nha, nhưng mà vô tình các bạn đó lại là có đủ cái hình tượng hết của em, cho nên em rất là thích. Ví dụ cụ thể. Giống như bạn nó rất là biết quan tâm, bạn nó rất là tinh tế từ cái tật xấu hay từ cái nhỏ nhặt của em là bạn đều nhớ hết nha. Em không cần nói nhưng mà bạn rất là nhớ. Do là cái bạn biết cách để nói chuyện với mình. Ví dụ khi nào mình buồn thì bạn sẽ nói chuyện cho mình vui. Còn khi nào mình ví dụ như mình vui quá thì bạn sẽ giảm cái cảm xúc mình lại. Vậy sao mà lại để chia tay nữa? Mối tình này bao lâu? Thì mối tình này nó khoảng gần 2 năm. Sao chia tay nữa? Em nghĩ là có lỗi do em, là lúc đó là giống như là em bị đánh mất đi mình đó. Sao vậy? Đánh mất đi mình là giống như là mình gặp một cái gì đó mà mình ao ước bấy lâu nay hay sao đó. Cái giống như là nó làm cho mình thay đổi cái con người của mình, giống như là mình hơi trẻ con lại một tí. Tại vì mình nghĩ là cái đó có thể là nó sẽ thuộc về mình. Nhưng mà không phải vậy. Hơi tự tin vào bản thân. Hơi tự tin một tí. Một phần nào đó mình chưa đúng vô được cái khuôn khổ của bạn đó, nghe bạn đó muốn một người đàn ông nó hơi nó trưởng thành một tí, nó hơi từng trải. Bạn nó phải nói là chia tay với mình. Chia tay bao nhiêu lâu? Cách đây mấy năm rồi? Chắc cũng khoảng 3 năm. Có tiếc nuối gì không? Tiếc chứ, tiếc nhiều lắm anh. Tại vì nếu mà để mà em tìm lại một người nào đó giống bạn đó thì lại rất là khó. Bây giờ cô ấy có gia đình chưa? Cô ấy chắc sắp lấy chồng. Thôi rồi còn chi đâu em ơi, có còn lại chẳng giữ anh thôi. Mới vậy mới tới đây. Rồi bây giờ muốn tìm một người như thế nào? Thì em thì cũng dễ lắm. Nếu mà nói nhưng mà em đừng có áp đặt cái khuôn khổ cái kia của cô kia vô mấy người sau này thì đúng đó. Không thể nào mà mình đi tìm một cái người giống cô kia thì không đúng, phải đúng. Nhưng mà ít nhất là một cái người này á, họ có cái sự gì đó họ đồng cảm cho mình tí, họ chịu lắng nghe, họ chịu chia sẻ là được. Em có tính em rất là thoải mái nha, chịu nói là sẽ chịu giải quyết. Em không thích cái kiểu mà cứ im lặng mà tôi im lắm, ông đón đi, ông nội tôi biết gì đồ đón đúng không? Mình nên cởi mở với nhau thì sẽ vui hơn. Về ngoại hình có yêu cầu gì không?
Ngoại hình thì nói chung là vừa nhìn là được. Đừng quá cao mà cũng đừng quá gầy, cũng đừng quá to. Cô bé này vừa nhìn quá. Sao nào? Hãy tâm sự với mình về chuyện tình yêu của cô gái năm 1998. Dạ, em thì cũng có 3 mối tình. Dạ thì tình đầu là hồi năm nhất. Thì nói chung là những cái đẹp nhất của tình đầu thì cũng diễn ra trong cuộc tình đó thôi. Ừ, được bao nhiêu lâu? Dạ khoảng một năm mấy. Vì sao chia tay? Dạ có thể là do tình đầu mà. Gần em thấy là đa số tình đầu thì mình yêu hết mình á. Ừ. Mình không có giữ lại cho bản thân á. Sau mối tình đó thì em cũng cảm ơn bạn đó vì em học được cái cách yêu. Và yêu là yêu cái bản thân mình nhiều hơn. Tại vì mình yêu cái người kia nhiều quá, mình đâu mình quên mất bản thân mình đó. Dạ, đã có kinh nghiệm rồi thì mối tình thứ hai như thế nào? Dạ mối tình thứ hai khá là đẹp. Khoảng thời gian bao nhiêu lâu dạ, vậy? Dạ cũng nói chung ba mối tình của em thì cũng trên một năm hết. Mối tình thứ hai rất đẹp. Rồi vì sao chia tay? Đẹp quá trời. Mà tại sao không tiếp diễn cái mối tình đẹp như vậy? Dạ tại yêu quá nên chia tay. Tại yêu quá nên chia tay. Yêu quá chia tay. Dạ kiểu giống như là em muốn hai đứa tách ra để tập trung hơn vào con đường công rảnh. Thì em biết là thì em biết cái chuyện đó là nó hơi như chị Tường chị nói nó khá là tào lao. Và ở cái thời điểm này em nhìn lại thì em cũng cảm thấy là nó rất là tào lao. Rồi bây giờ chín chắn hơn chưa? Dạ có rồi. Thì mối tình thứ ba nè. Em một mối tình cũng bình thường. Chắc có lẽ nhờ em có thể đồng cảm với anh ngồi ghế xanh bên đó. Là khi mà mình có cảm xúc với một người quá nhiều rồi á thì cái người những người sau đó có một chút sự so sánh. Mặc dù là mình biết là mình phải yêu theo một cái cách khác á, nhưng mà nó đâu đó nó cũng có một cái sự so sánh. Rồi giờ muốn tìm một người yêu mới như thế nào? Giống người thứ hai? Không, em không có thích kiểu áp đặt giống vậy. Em muốn kiếm một người mà có thể vừa làm bạn, có nghĩa là cùng chia sẻ, nói lên được những cái ý kiến của mình nó kiểu giống vậy, cùng chia sẻ, cùng học tập, cùng lớn lên trong cả cuộc sống và cái công việc luôn. Ừ. Dạ. Mẫu người như thế nào? Phúc dáng như thế nào? À thật ra thì em cũng có một xíu tiêu chuẩn về phúc dáng. Em thì em 1m48 thì nếu mà nhìn thì ai cũng chắc sẽ hơn cao hơn em rồi. Nhưng mà em lại rất thích mấy bạn mà cao, kiểu 1m7 trở lên. Cao, ở đây ai cũng cao hết trơn á. Em thì cũng được 1m71. Em thì khoảng 1m72. Rồi bây giờ tôi hỏi với cái người thân nè, em ngồi dưới là đi với ai? Dạ em đi với anh ngồi ghế đỏ. Dạ em là em họ. Dạ em thấy chị nào hợp với ảnh nè? Dạ em thiệt thấy chị, nha. Chị ghế đỏ. Tại ghế sao? Đỏ. Tại vì chị đó hiền. Dạ. Còn cái chị đây thì em không thấy hiền. Dạ, em thấy hơi cá tính chứ không phải là dữ. À. Vậy là cái gu của Phụng là thích hiền hả? Dạ em nghĩ là vậy. Cảm ơn em, để coi một lát anh của mình có giống ý nghĩ như em không nha. Còn chần chờ gì nói Tường ơi. Mở cửa trái tim. Khi cánh cửa trái tim mình... này mở ra thì bây giờ cảm xúc của các bạn như thế nào? Phụng nó trước đi. Nói chung là cảm xúc của em thì thấy hơi hồi hộp tí. Trong lòng mình có xao xuyến chút nào chưa? Có rung động tí nào chưa? Có tức rung động chứ. Có tia tia về hướng nào chưa? Hay là nó đang còn lơ tơ mơ? Thì đỏ với đỏ hợp với nhau. Đỏ với đỏ hợp với nhau. À vậy hả? Đỏ với đỏ hợp với nhau. Vậy mình có muốn tặng hoa chưa? Mình sẽ tặng quà cho em ghế đỏ. Rồi, rồi em. Mời thì thôi thì ghế đỏ nó bước đi thì ghế xanh cũng đi theo. Đi theo. Tôi khoái anh ghế xanh rồi đó nha. Em. Dạ rồi, cảm ơn anh. Chúc em nhiều sức khỏe. Dạ dạ, em cũng chúc anh nhiều sức khỏe. Còn em thì sao? Mình nhìn thấy cảm xúc đầu tiên, thấy hai em gái thì thấy như thế nào? Dạ thì đầu tiên hai bạn ai cũng xinh đẹp hết. Nhưng mà qua cái cách mà chia sẻ thì có thể là bạn ghế xanh thì có thể là sẽ chia sẻ được nhiều với em hơn. À. Nhưng mà em cũng thích bạn áo đỏ chỗ là bạn cũng thích nghệ thuật thì mình cũng kiểu như là cũng có một chút điểm chung là cũng mê nghệ thuật. À. Bây giờ mình tò mò cái vụ món quà này quá hả chị? Rồi mở luôn. Dạ, trước tiên là em rất cảm ơn anh vì món quà này và một chiếc đồng hồ. Em có nhắn nhủ gì qua món quà này? Thì cái đồng hồ này có rất nhiều ý nghĩa. Nhất có thể giúp bạn kiểm soát được cái thời gian của bạn, có thể là thời gian cho công việc, thời gian cho gia đình và thời gian của bản thân mình. Đó. Cái thời gian dành cho em nếu có. Đúng có thể. Dạ cái đó thì mới sao. Dạ. Ngoài ra thì có thể là cái đồng hồ đó nó sẽ giúp cho bạn được thức dậy đúng giờ đúng giấc. Sao mày thích em thí dụ thôi nha. Nếu như quen kế bên thì em sẽ thức dậy, còn nếu không có em thì có thể là cái đồng hồ đó lại. Vừa hay là em cũng vừa hư một cái báo thức ở nhà. Đây là món quà rất là ý nghĩa của với em. Cảm ơn. Vừa hay nếu như
em đã thích món quà của ảnh thôi thì em hãy hát tặng ảnh một bài hát đi. Hồi nãy mình có nói hát tiếng Việt đó. Có một bài hát mà em rất là thích là bài Ba Kẻ Con Nghe. Em xin bắt đầu. Khi xưa ba bé hơn đàn, chơi guitar không hay nên ba tập chơi trống. Dây buông dây bấm ngân van, có hát ca van. Piano lại khó hơn nhiều, thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao điều. Vẫn lướt trên mặt đàn, vẫn ướt áo ngập tràn. Ba yêu con biết bao nhiêu. Xin lỗi mọi người, em hơi chế là hát một xíu do em run quá. Dạ. Cảm nhận như thế nào về giọng hát cổ? Giọng hát hay. Dạ vậy em mời anh ghé quán ngày mai em hát được không? Ghé quán gì vậy? Em Nguyễn Tất Nhiên. À, rồi có một lời nhắn nhủ. Còn nếu như mà đã có lý do, đã có lời mời thì mình phải đi. Đây nè, cô rồi. Gái đang học diễn viên điện ảnh nghệ rồi. Thuật có học hình thể là học múa nè, học hát nè, học diễn xuất nè, quá trời luôn. Thì ngày hôm nay em tới chương trình em phải có một cái tiết mục gì chứ? Dạ, em sẽ hát tặng mọi người một bài em thích ạ. À. Rồi, bài gì nè? Dạ, em quên tên bài hát rồi, nhưng mà bài đó là do cặp đôi rất là nổi trên mạng. Cả hai bạn cùng hát rất là dễ thương. Em xin hát ạ. Từng ngày từng tháng trôi qua tháng năm, em vẫn mong chờ tình yêu. Bước qua bao cảm xúc, ôi nỗi đau em mang thật nhiều. Giọt lệ buồn trên đôi mắt, hiền cõi lòng như cây sơ xác. Yeah. Thấy em buồn rầu, nhưng chẳng ai từng em. Và la 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 la, em hát thật nhiều bài ca. Đôi chân bé xinh trẻ con, đi khắp nơi em không về nhà. Vẫn thấy em xinh thường mà, rằng lòng đừng yêu ai. Chỉ muốn đắm say ai thôi, khoa đôi môi không cho một ai. Yeah. Cho mọi người lắng nghe. Sao anh Phụng ơi, cho em nói chuyện với anh Phụng được không? Được. À, anh Phụng ơi, thì anh cũng thấy bên đó mấy chị dành cái tình cảm cho mình qua đi quá là nhiều rồi. Thì giống như nè, anh ấy có chia sẻ là em chỉ nói được chứ em không hát được. Thì bây giờ em muốn đặt cái niềm tin vào anh được không? Gai gai gai, ép người ta luôn. Rồi, bán cái niềm tin vào hết rồi. Mình không biết hát, mình chỉ biết nấu ăn. Cảm nhận giọng hát của em gái như thế nào? Giọng hát của em bên ghế đỏ rất là trong trẻo và dễ thương, thì ngọt ngào. Đúng ý của mình là mình thích người đàn nữ là biết hát đó là. Dạ, cảm ơn anh. Nè giờ hát xong rồi nè, giờ hỏi thiệt cưng ở ghế đỏ nè. Giờ nhìn hai anh rồi đó, già hơn mình đó. Đó, yêu bây giờ yêu em cái quan điểm, cái suy nghĩ của em như thế nào khi mà tình yêu nó hơi chênh lệch tuổi tác một xíu? Dạ nếu mà chênh lệch tuổi tác nhiều thì đương nhiên là người lớn tuổi sẽ nhường em nhiều hơn. Đó. Người ta sẽ biết cách quan tâm chăm sóc em nhiều hơn. Thì thời gian người ta sẽ cân đối được hơn là những bạn nhỏ tuổi hơn em hoặc bằng tuổi em. Nếu mình thương ai đó, tất cả mình sẽ chiều người đó. À vì ví dụ người đó thích gì mình sẽ tìm cách hay gì đó mình sẽ bàn được cho người đó. Còn em thì sao cưng? Em qua suy nghĩ như thế nào về cái tình yêu chênh lệch tuổi tác? Dạ như bé chia sẻ thì đúng là khi mà mình yêu cách tuổi vậy thì mình sẽ được nuông chiều hơn, được chăm sóc nhiều hơn. Tại vì chuyện tình cảm thì chỉ cần giao tiếp với nhau, mình trao đổi với nhau ổn thỏa là ok hết. Chứ tuổi tác không cần vấn đề. Dạ không vấn đề. Rồi. Hồi nãy bé áo xanh đó có nói là cái chuyện mà kiểu là làm bạn hay là liên hệ với người yêu cũ hỏi thăm rồi này kia là chuyện bình thường, thì không biết là em suy nghĩ như thế nào về suy nghĩ quan điểm đó, làm bạn với người yêu cũ được không? Thì đầu tiên là em có cái sự là khen bạn, có nghĩa là bạn có một cái chính kiến rất là tốt. Nhưng mà cái hai ngược lại thì cái vấn đề này nó phải tùy theo người. Có những người nào mà họ đủ cái sự tinh tế lắm họ mới làm chuyện này, còn nếu như mà cái người mà hơi bình thường hoặc là không điều khiển được cảm xúc của em nghĩ chuyện này rất khó. Ta nói là lửa rần rơm mày cũng bén. Cái thứ hai nữa là khi mà mình đã có người yêu mới rồi, mình hay qua lại với người yêu cũ thì giống như mình chưa tôn trọng người mới của mình. Cho nên là có thể là em giữ mức độ nó ở xa chứ không giữ mức độ là bạn. Kiểu như lâu có nghĩa là mức độ mình gọi là mình nhật hay cái gì đó, cái gì sinh nhật hay là cái gì mình gọi là mức độ xã giao thôi. Xã giao không phải nào hăng quá được. Tại vì mình phải giữ cái người của mình chứ mình không thể nào mình quá quan tâm cái chuyện cũ. Đúng. Mình phải tôn trọng cuộc sống vội vã, thời gian dành cho người yêu mới chưa có đâu. Đủ nữa. Về còn phải quét nhà, giặt đồ, quét chén nấu cơm, thời gian đó mọi người cũng mua với chị đúng không? Đúng luôn. Cái này em
đồng ý với anh nha. Thật ra là thời điểm mà ví dụ mà em nói là em làm bạn với anh đó là ví dụ như là em đang trong giai đoạn không có ai hết. Ví dụ lâu lâu mình quay qua mình hỏi là khỏe không, ổn không, hết. Chứ em không có kiểu rủ đi chơi hay là gì hết, không có chuyện đó. Và đúng như anh nói luôn, ví dụ như là mình có người yêu mới thì tất nhiên mình phải tôn trọng người yêu mới của mình rồi. Và không có giao du hay là có liên hệ gì với người cũ của mình. Còn em gái 20 tuổi thì em có suy nghĩ như thế nào? Nhiều khi tuổi trẻ là có suy nghĩ khác à? Dạ, đúng là khác thiệt ạ. Khác thế nào? Rồi em nói nghe coi. Theo cái quan điểm của em thì em sẽ không nhắn tin với người yêu cũ đâu. Nếu bạn đó có hỏi em thì em cũng sẽ trả lời một cách giống như kiểu là nó ngắn gọn nhất để nó không kéo dài, để mình không phải thay đổi cảm xúc của mình nữa. Tại vì em là một người thay đổi cảm xúc khá nhiều. Sợ là nói chung nói nhiều quá mất công rồi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà mình biết cái ưu điểm mình vậy là giỏi. Mình biết là mình dễ có cảm xúc cho nên là mình ngăn chặn luôn ngay từ đầu. Em dễ rung động với những lời nói và cái hành động của người ta. Nhưng mà vậy cái đó đang nói người yêu cũ. Nếu mà em nói vậy rủi rồi người yêu mới. Bây giờ em đang quen người yêu của em rồi, rủi anh đang đi công tác, em đang buồn buồn rồi. Ở nhà có nào nó rù rì ngon ngọt rồi, em có cảm xúc em đi theo luôn rồi em cắm sừng mà. Dạ người yêu em hả? Dạ không hề, bản tính em không dễ dãi như vậy. Ý em nói là em thích những cái lời ngọt ngào rồi em dễ bị xúc động, rung động. Dạ nó không phải là thuộc lời ngọt ngào mà nó là thật sự từ tâm người khác. Bây giờ anh em có bồ rồi nhưng mà có cái anh nào đó anh cũng để ý em, anh cứ mưa dầm thấm lâu biết em có người yêu rồi anh vẫn lì vẫn chai mặt, ngày nào cũng gửi bó hoa tới nhà rồi gửi quà tới nhà, ga lăng lịch thiệp, thì từ từ em cũng có thiện cảm vậy rồi sao? Dạ em nghĩ em sẽ không phải là người như vậy đâu. Anh có hỏi em một câu được không? Rồi, dạ hỏi được. Giống như em nói đó thì cái người đàn ông đó, thường ví dụ như thường quan tâm em nhiều hay là chia sẻ em nhiều đúng không? Dạ. Nhưng mà cái em cái nghĩa là cái người đó tấn công em thường xuyên trong cái lúc mà em đang có người yêu, thì cái cách em sẽ giải quyết cái tình huống này như thế nào? Có nghĩa là họ hay tặng quà cho em thường xuyên, gặp em thường xuyên. Dạ em sẽ dứt và em không nhắn tin nha. Dứt với người yêu mình hả? Dạ không, dứt với bạn đó. Tại vì em năm nay cũng 20 tuổi mà em mới có một tình đầu thôi, mặc dù là nó hơi ngắn ngủi nhưng mà em không phải là người dễ dãi. Sao mình suy nghĩ như thế nào về cái quan điểm là liên hệ với người yêu cũ? Mình đã chia tay rồi, mình cũng hạn chế tiếp xúc với người yêu cũ. Lâu lâu giả sử như có dịp hay Tết này thì chúc một hai câu để cho qua cái lợi cho vui hả? Chứ mình cũng không có tha thiết kiểu với người yêu cũ nữa. Chị thì cùng quan điểm với em cái chỗ là nếu như chúng ta không đủ bản lĩnh và không đủ kiểm soát được cái cảm xúc của mình á, thì mình không nên liên lạc với người yêu cũ. Cho nên á là sẵn tiện đây Cát Tường nói luôn, bạn trai của Cát Tường thì tuyệt đối không bao giờ được liên lạc với người yêu cũ, nhưng mà Cát Tường thì được, tại vì Cát Tường là người rất là làm chủ cảm xúc. Dạ, đúng rồi. Tại vì chị không bao giờ là bò để nhai lại. Dạ, cái gì qua rồi vứt. Cái gì qua rồi vứt. Liên hệ chẳng qua là chơi vui hoặc là công việc hoặc là trong cuộc sống. Còn con bò nó ăn vô xong nó không có nuốt, nó nằm đây nè, cái lâu lâu buồn buồn cái nó nhai lại. Còn tôi là người, tôi không bao giờ ăn cái đồ cũ, đúng không? Dạ, đúng. Cho nên chính xác. Nhưng mà mấy bạn đàn ông là rất là dễ cái vụ đó, cho nên là bồ tôi là không được mà tôi là được. Đồng ý không? Đồng ý chị. Đồng ý. Rồi bây giờ mời hai anh này trước bước qua đây. Bây giờ mình tạo cơ hội cho các bạn được nắm tay nhau, muốn nói gì nữa thì nói. Một anh sẽ được nắm tay luôn cả hai cô để cùng kiểm tra lại cảm xúc của mình, rồi mình về chỗ là mình sẽ quyết định bấm nút nha. 30 giây, xin mời. Thì nói chung là thấy em á thì anh rất là thích, tại vì tính cách em á rất là hiền và rất là đẹp. Thì còn em cảm nhận về anh sao? Dạ thì anh là một người chững chạc. Chung nếu mà có quen nhau á, dù xa gần anh không quan trọng gì đó, bạn gái mình muốn đi đâu mình sẽ chạy đi đó. Thì em có thích đi du lịch không? Dạ có chứ. Anh thì rất là thích đi, định là có người nào đó sẽ chở đi khắp cả Việt Nam và có nếu có điều kiện nữa sẽ đi nước ngoài. Dạ cảm ơn anh. Thôi được rồi, chào em. Anh làm gì người ta nắm tay, đang nói chuyện đây để thở dài. Nắm tay nhau đi. Lỡ anh không thích thì sao? Do nói chung là mình đã có ấn tượng với người áo đỏ rồi. Dạ. Mình cũng không có anh cứ thích thì nhích thôi, không sao hết. Dạ, thích thì nhích. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Mình sẽ tất nhiên là mình sẽ tiến đấu với người đó. Dạ đúng rồi, người đó chứ không có tèm tèm với người khác. Dạ đúng rồi, chính xác. Người quá trời nè, tôi tin tưởng đó em. Qua bây giờ nắm tay bạn nào trước nè. Thôi thì mình cũng hiểu vấn đề là anh Phụng đã thích bé này rồi, thì mình cũng không phải nói gì nhiều hơn. Mình chỉ xin em nói một cái ôm để mình chia sẻ cái. Cảm ơn em. Nghĩ là anh Phụng sẽ có thể là sẽ mang lại cho em được một cái sự nó ấm áp và hạnh phúc hơn. Dạ cảm ơn anh nhiều.
Thôi nên anh nói bên kia, anh ở bên đây chứ. Ok, đúng rồi. Anh là sản phẩm. Không, cái là mình khác hơn kia nha. Nói chung là anh rất cảm ơn em đã có mặt ở đây. Thì nói chung là qua cái cuộc nói chuyện thì anh thấy là ở anh có những điểm thiếu mà em có, cũng như ở em có những điểm thiếu mà anh đang có. Thì có thể là một phần nào đó mình có thể dung hòa được cho nhau. Thì có thể là đi xa hay đi bao lâu thì mình không biết. Nhưng mà trước mắt mình có thể là cho nhau những cái bước đầu tiên để mình cùng bước nhau trên những cái bậc thang đầu tiên. Dạ. Em cũng hy vọng rồi. Ngắn gọn, xúc tích, đầy ý nghĩa, không cần phải nói nhiều. Duyên tới thì các bạn cứ nắm lấy. Còn cảm thấy chưa phải duyên của mình thì nói chung mình sẽ chờ đợi lần sau. Mời các bạn đặt tay vào bên hông cái ghế của mình, nó có hai cái nút. Nhìn cho kỹ, thích người ngồi ở ghế màu nào thì bấm cái nút màu đó. Sau hiệu lệnh của Đạt thì chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình. Mời Đạt. Và đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất của mình. Các bạn hãy nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nói của con tim. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1 Nếu mình thương ai đó, tất cả mình sẽ chiều người đó. Tại vì dù người đó thích gì mình sẽ tìm cách hay gì đó mình sẽ bằng được cho người đó. Theo cái quan điểm của em thì em sẽ không nhắn tin với người yêu cũ đâu. Nếu bạn đó có hỏi em thì em cũng sẽ trả lời một cách giống như kiểu là nó ngắn gọn nhất để nó không kéo dài, để mình không phải thay đổi cảm xúc của mình nữa. Em muốn kiếm một người mà có thể vừa làm bạn, có nghĩa là cùng chia sẻ, nói lên được những cái ý kiến của mình đó, kiểu giống vậy. Cùng chia sẻ, cùng học tập, cùng lớn lên trong cả cuộc sống và cái công việc luôn. Nói chung là anh rất cảm ơn em đã có mặt ở đây. Thì nói chung là qua cái cuộc nói chuyện thì anh thấy là ở anh có những điểm thiếu mà em có, cũng như ở em có những điểm thiếu mà anh đang có. Thì có thể là một phần nào đó mình có thể dung hòa được cho nhau. Thì có thể là đi xa hay đi bao lâu thì mình không biết. Nhưng mà trước mắt mình có thể là cho nhau những cái bước đầu tiên để mình cùng bước nhau trên những cái bậc thang đầu tiên. Dạ. Em cũng hy vọng rồi. Bấm hết thời gian. Hai bạn nữ không ai bấm. Đầu sao tiên vậy cương, trời ơi, anh trai ấm áp vậy mà sao em không bấm vậy? Nói chị nghe coi. Cái tính em cũng trẻ con nít, nên là nếu một người trưởng thành quá thì cũng không phù hợp với em lắm. Có hơi ngại, hơi lớn tuổi quá phải không? Dạ đúng rồi. Tao em thích sự năng động. Thì em ngoài cái dạ gái cái gì cũng có mà, em có năng động mà. Còn bé bên đây, lý do là sao vậy? Mời ta ở lại đi coi ca nhạc rồi rủ em vẫn, đi một em vẫn sẽ giữ lời mời đó với anh. Sợ không đủ động lực người ta ở lại. Nói nghe lý do về sao mà chưa đủ cảm xúc để bấm nè. Thì cảm giác chưa có là nói lớn chứ có gì đâu nói nhỏ. Thì mình có quyền mà. Là cảm xúc em thôi chưa là, có đủ đúng không? Thôi bây giờ buồn quá, tôi thương hai em tôi quá à. Buồn không? Có nào buồn buồn. Nói chung là mình không có duyên này thì mình cũng còn. Đúng rồi. Sao? Thật ra là nếu nói về không buồn thì cũng có buồn chứ không? Mình cũng cố gắng, mình thiện chí, mình đã cởi mở hết lòng rồi. Thì đương nhiên là mình không thể ép ai được. Đúng. Nhưng mà cái chuyện tình cảm thì nó nằm ở cái mức là cô duyên có nợ. Nhiều khi cô duyên mà không có nợ. Thiệt sự anh lớn. Cũng đang nghĩ đúng là rồi. Phút 89 coi như là ổn hết rồi đó. Dạ. Nhưng mà không ngờ phút 90 nó lại là như vậy. Như vậy ta nói cuộc đời có những cái tới cuối cùng mà chưa biết đúng hay là sai nữa đúng không? Phút 90 chưa biết kết quả. Nhưng bây giờ phút 90 không biết cộng thêm giờ không, làm cái cuộc hẹn về một cái gì đó có cộng thêm giờ hả? À có gật gù. Tại vì như em chia sẻ ngay từ lúc đầu, em muốn bắt đầu bằng tình bạn. Thôi cái chuyện đó tính sau. Trên chương trình này là tình giờ, yêu cái khung mà giờ không đó đúng, có nghĩa là không có tình yêu chấm hết. Tôi không có thích cái người mà lèn èn. Yes là yes mà no là no. Rõ ràng không chị? Đúng. Dạ rồi. Ngày hôm nay Tường cũng xin thay mặt chương trình cảm ơn cả bốn em luôn đã tin tưởng và tham gia với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Tuy nhiên là hôm nay chúng ta có tí duyên mà chưa có tí nợ. Thì chúc cho các em là được nhiều sức khỏe, thành công trong cái sự nghiệp của mình và đặc biệt là sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương. Và các Tường xin thay mặt chương trình tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Rồi, gửi tặng hai em nha. Đây, tặng cho em. Cảm ơn.
Cặp đôi không thành công thì các bạn cũng đừng lo nhé, bởi vì chương trình cũng dành tặng cho các bạn một phần quà là một gói premium của ứng dụng sắp ra mắt mang tên Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, nghiêm túc, thân thiện, giúp cho các bạn độc thân sẽ tìm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng đó nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng chương trình. Các bạn hãy đón chờ ứng dụng an toàn, văn minh, thân thiện này để tìm kiếm một nửa yêu thương của mình nha. Các bạn hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình, đó là vào lúc 21:15 trên kênh HTV9 và 21:30 trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.